Huyền thần và bệ thần tình ái là hai vị thượng thần đứng đầu hai vương quốc ánh sáng và vùng bóng tối, vốn là hai thế giới đối đầu nhau. Thế nhưng, giống như hai cực của nam châm, sự đối nghịch ấy đã khiến trái tim của họ thu hút lẫn nhau, dần nảy sinh tình cảm, dẫu rằng tình yêu của họ bị cấm đoán bởi luật lệ và những định kiến lâu đời của hai thế giới. Tình yêu của họ mạnh mẽ đến mức nó đã kết tinh thành thánh quang, một loại thần khí mang sức mạnh vĩnh cửu, trở thành chìa khóa giúp họ vượt qua mọi rào cản để giành chiến thắng và đưa hai thế giới hòa hợp. Sở hữu ngay trọn bộ ngoại trang huyền thoại dành riêng cho set lớp, mở bán duy nhất tại vòng xoay Honor, The Lover's Blessing từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8.